Các bạn khán giả của chương trình Nhịp Sống Trẻ. Tết Nguyên Đán đang đến gần, khắp mọi góc phố, ngã đường đều ngập tràn trong những sắc hoa mùa xuân. Mùa xuân, mùa của sự sinh sôi nảy nở, mang tới sức sống vạn vật và những tình yêu khát vọng từ trẻ. Bây giờ, chúng ta hãy cùng đến với những chuyên mục nhiều màu sắc của giới trẻ trong những ngày này. Xuất hiện trong mục bạn trẻ là nhóm bạn trẻ Napalm, chạy hết mình cùng với âm nhạc rock. Cộng đồng trẻ sẽ cùng các bạn tìm hiểu cách làm các phụ kiện thời trang handmade dịp Tết. Góc nhìn trẻ, chúng ta sẽ cùng hòa mình với những vũ điệu dân vũ tràn đầy năng lượng của các bạn học sinh trường Trung học phổ thông Hai Bà Trưng. Sôi động, cuồng nhiệt, bùng nổ, rock luôn mang đến cho người nghe những cảm xúc thăng hoa. Đến với rock bằng niềm đam mê cháy bỏng, Napalm Band, 6 mảnh ghép là 6 màu sắc, đã quyết tâm chinh phục và chọn gắn bó với thể loại âm nhạc này. Napalm cũng đã để lại nhiều dấu ấn khó quên với những sản phẩm chất lượng, những tiết mục biểu diễn bùng cháy. Hãy cùng gặp gỡ với các bạn trẻ này trong mục bạn trẻ hôm nay. Âm nhạc luôn mang đến cho cuộc sống những điều tươi mới, làm cho tâm hồn mỗi người được trọn vẹn với từng cung bậc của cảm xúc. Đến thời điểm hiện tại thì ban nhạc của mình đã hoạt động được 7 năm. Âm nhạc rock mang đến cho mình tư duy và phong cách cá tính. Mình cảm thấy rất là phấn khích khi chơi nhạc rock. Trong cái bản nhạc của tụi mình thì nó cũng chỉ là thông điệp mà tụi mình muốn gửi tới mọi người. Những cái câu chuyện, những cái điều chúng mình muốn chia sẻ. Nhạc rock là một thể loại âm nhạc phát triển từ những năm 1950. Với tính chất độc đáo riêng biệt, nhạc rock đã trở thành một biểu tượng văn hóa và có ảnh hưởng sâu sắc để thế hệ những người yêu nhạc trên khắp thế giới. Napalm, band nhạc rock được thành lập vào năm 2017. Từ những ngày đầu khó khăn để chinh phục con đường âm nhạc này, đến nay Napalm đã dần khẳng định tên tuổi trong lòng người hâm mộ nhạc rock ở Huế. Nhạc rock ở thành phố Huế có rất là nhiều nhóm nhạc, band nhạc, nhưng nó ít sân chơi, từ đó cho nên mình muốn xây dựng cái band nhạc của mình nó được rộng rãi, nhiều người biết hơn. Được học, được giao lưu và chạy hết mình với âm nhạc rock chính là niềm hạnh phúc lớn lao của những người bạn này. Cứ thế họ cùng nhau say sưa tập luyện guitar, keyboard, violon, trống, guitar bass. Thì tất cả âm thanh của từng nhạc cụ quyện hòa vào nhau cũng chính là lúc mỗi bạn trẻ được thăng hoa trong từng nốt nhạc. Từ cách chơi nhạc đến phong cách biểu diễn của Napalm Band đều toát lên nội lực và tình yêu mãnh liệt với âm nhạc rock. Khi làm việc chung với Napalm thì tất cả anh em mọi người đều là có chung một sở thích, một niềm đam mê, với lại là có chung cái nhiệt huyết với nhau. Và đặc biệt là mọi người rất chỉnh chu trong những cái tác phẩm của band. Việc luyện tập cùng với ban nhạc đã giúp mỗi thành viên hoàn thiện hơn và phát triển năng khiếu của bản thân. Với mong muốn mang âm nhạc rock đến gần hơn với nhiều bạn trẻ, Hoàng Tiến Nghĩa, trưởng nhóm của Napalm Band, cũng đã có những cách kết nối thú vị, truyền cảm hứng đến các thành viên khác. Mình được anh Nghĩa là trưởng nhóm Napalm giúp đỡ rất là nhiều, từ những kỹ thuật chơi nhạc, cách nghe nhạc, cũng như cách làm việc, ảnh hưởng cho mình từ khi mình chưa vào band để mình có thể tập luyện, có thể bắt kịp được các anh em trong Napalm. Yếu tố quan trọng nhất của âm nhạc rock là truyền cảm hứng. Bọn mình muốn truyền cái năng lượng tích cực, vui vẻ đến với khán giả. Để tạo ra những sản phẩm âm nhạc chất lượng và những tiết mục biểu diễn bùng nổ nhất,
thì giai điệu, lời ca là một yếu tố mang tính quyết định. Chính vì vậy, việc chỉnh chu trong từng nốt nhạc luôn được Napalm Band dành nhiều tâm huyết. Sở hữu giọng hát đầy nội lực và tư duy xử lý tác phẩm hoàn hảo, ca sĩ trẻ Trương Việt Trình là một mảnh ghép đặc biệt giúp Napalm Band để lại nhiều ấn tượng và truyền được nhiều cảm xúc đến với khán giả. Đối với nhạc rock thì thông thường mọi người vẫn suy nghĩ là nó sẽ rất là gai góc và nó chỉ có những cái sự gào thét ở trong đó. Napalm đã có một cái định hướng, đó là sẽ làm thế nào để cho những cái sản phẩm của Napalm nó sẽ kết hợp với những cái dòng hiện đại để có thể dễ dàng tới tai của người nghe nhất và phổ biến nhạc của Napalm một cách rộng rãi. Thì sau khi mà mình đã hoàn thành cái phần lời, phần lyrics và cũng như là cái phần melody cho bài hát thì mọi thành viên trong ban nhạc đều có một chức năng nhạc cụ riêng để kết hợp để tạo ra một cái sản phẩm cuối cùng. Đó là một bản nhạc rock mang phong cách hơi hướng của Napalm. Thử sức với nhiều sân chơi âm nhạc lớn nhỏ khác nhau, Napalm Band đã dần chinh phục được những tác phẩm âm nhạc kinh điển của thế giới và luôn truyền tải thông điệp ý nghĩa trong từng tiết mục biểu diễn. Nhiều người trẻ không chỉ thích thú với những bản rock cover mà còn đắm chìm trong những sáng tác mới của ban nhạc. Một lần nghe nhạc của Napalm thì được tiếp thêm những nguồn năng lượng rất là tích cực và sôi động. Hy vọng rằng Napalm cũng như ban nhạc rock sẽ phát triển hơn để có sân chơi cho những người trẻ như mình. Tới bây giờ rất là may mắn, thì mỗi cái show diễn tụi mình đi diễn ở Huế hay là Đà Nẵng hay là những cái thành phố lân cận thì rất là được mọi người ủng hộ và luôn luôn chạy hết mình trong mỗi show diễn. Không chỉ Napalm mà tất cả các ban nhạc rock khác ở Huế này vẫn sẽ cố gắng giữ cái nguồn năng lượng, giữ cái lửa của mình thật là vững mạnh để có thể là duy trì nhạc rock cho không chỉ thành phố Huế mà toàn bộ Việt Nam mình. Nói một lời sau vui, dù rằng chẳng thể nào đỡ ta được thêm nữa, không thể quan đâu. Chơi ta vào. Âm nhạc rock chắc chắn sẽ là một phần thanh xuân tuyệt vời của những người bạn trẻ. Với Napalm Band, đây không đơn thuần là sân chơi để thỏa sức đam mê mà còn là cách để nhóm bạn trẻ này lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, góp phần khẳng định phong trào nhạc rock và làm phong phú thêm nền âm nhạc cổ đô. Sản phẩm Hammock luôn thu hút giới trẻ bởi những ý tưởng độc đáo và thiết kế công phu. Tết đến cũng là thời điểm các cô gái chăm chút hơn cho bản thân và những phụ kiện xinh xắn cũng là một sự lựa chọn để bạn có thể làm mới cho hình ảnh của chính mình. Đâu là những phụ kiện thời trang đang được ưa chuộng? Cần lưu ý điều gì khi làm phụ kiện Hammock? Cẩm Nang Trẻ sẽ mang đến cho các bạn một vài gợi ý và hy vọng rằng các bạn sẽ bỏ túi một vài bí quyết để có thể tự sáng tạo cho mình những bộ đồ yêu thích riêng trong dịp Tết Nguyên Đán này. Độc đáo, lạ mắt, thể hiện được tâm huyết, tình cảm của người làm ra sản phẩm và tạo nên cá tính, dấu ấn cá nhân của người sở hữu. Đó là những lý do khiến sản phẩm Hammock trở nên thu hút các bạn trẻ. Vào dịp Tết cổ truyền, nhiều bạn trẻ lựa chọn dành thời gian tự tay làm những món phụ kiện thời trang đẹp mắt. Từ bàn tay khéo léo, chủ kiên trì và sự sáng tạo, đồ Hammock ngày càng đa dạng và phong phú.
Nguyên vật liệu để làm ra những sản phẩm này cũng khá đơn giản, dễ kiếm. Đối với hoa cài áo thì mình có thể chia thành hai loại. Một cái hoa cơ bản là chủ yếu là hơ đốt, và cái quá trình hoàn thiện thì nó khá đơn giản. Nhưng mà khi mà làm những cái hoa nghệ thuật có nhiều kỹ thuật khó hơn, uyển chuyển mà nó cũng sinh động, nó thực tế, và khi mà cài lên áo thì làm cho cái người mà cài áo nó thấy nó duyên dáng hơn, nhẹ nhàng hơn. Với những sản phẩm hoa cài áo, từng loại vải khác nhau tạo ra từng đóa hoa khác nhau, mang nét đẹp và cá tính riêng biệt. Hoa cúc đài đóa là mẫu cài áo đơn giản, dễ làm và luôn tạo điểm nhấn cho trang phục của bạn. Dùng vải voan cắt thành những đoạn nhỏ dài khoảng 5cm. Dùng bật lửa để tạo độ cong tự nhiên của cánh hoa. Đính các cánh hoa lại với nhau. Cuối cùng, lấy keo dán chiếc ghim cài để hoàn thiện chiếc cài áo xinh xắn. Chiếc áo được cài lên một cái hoa thì mình cảm giác rất là dễ thương. Và mình muốn mọi người từ mình để làm đẹp mình. Phụ nữ là xinh hơn, duyên dáng hơn. Có nhiều cách để biến chiếc kẹp tóc đơn điệu trở nên mới lạ và độc đáo. Dùng kim khâu mũi đột mau trên miếng vải vừa cắt để tạo hình cánh nơ. Tương tự với chiếc nơ khác. Sau đó, lấy một miếng vải nhỏ có kích thước khoảng 7 x 3cm để quấn quanh. Giữ chắc phần vải bằng keo nến. Gắn phôi kẹp vào phần mặt sau của chiếc nơ để giấu đi những chi tiết không đẹp mắt. Cách làm này vừa giúp bạn tiết kiệm chi phí, vừa thể hiện sự sáng tạo của bản thân. Từ từ trải nghiệm mang lại cho mình những cảm giác rất là thú vị, như là mình được tự tay trải nghiệm và được tận tay có thể làm những món quà để tặng cho người thân của mình. Hơn hết là nó còn mang đến những cái giá trị về mặt tinh thần. Ngoài ra thì khi làm những sản phẩm này thì mình còn được rèn luyện tính tỉ mỉ. Len, sợi cũng là nguyên liệu được các bạn trẻ lựa chọn để sáng tạo các phụ kiện handmade. Sử dụng kỹ thuật móc len crochet đơn giản với kim móc, phôi kẹp là bạn đã có thể tạo ra mẫu phụ kiện nhỏ nhắn nhưng vẫn đem lại hiệu quả thì giá cao. Nếu như muốn làm một cái kẹp tóc thì trước tiên chúng ta phải có được cái phôi kẹp, kèm với là những cái miếng gọi là vải nỉ này để chúng ta định hình cái miếng phôi kẹp này lên cho nó cứng dáng. Chỉ cần các bạn có sở thích là các bạn đã có được những cái trang phục kèm theo với phụ kiện phù hợp với cái bộ áo dài của mình, hoặc là những bộ đầm, hoặc là những cái bộ áo dài cách tân. Mỗi món đồ handmade là nguồn cảm hứng của các cô gái cầm lấy bộ kim chỉ và tự tạo nên sản phẩm của riêng mình. Là một người yêu nghệ thuật, thử sức với các món đồ handmade độc đáo sẽ giúp bạn có một diện mạo xinh xắn, mới mẻ trong những ngày đầu năm. Xin chào các bạn, Bảo Linh đang có mặt tại trường Trung học Phổ thông Hai Bà Trưng. Và ngay lúc này thì có thể thấy là các bạn học sinh đang rất hào hứng để bước vào vòng chung kết của hội thi dân vũ do nhà trường tổ chức. Dân vũ đã mang đến những trải nghiệm như thế nào? Các bạn học sinh mong muốn điều gì ở sân chơi này? Thì ngay sau đây là một vài chia sẻ. Đây là lần đầu tiên mình đã được trải nghiệm việc tham gia hoạt động dân vũ cùng với bạn bè của mình một cách rất là sôi động và nhiệt tình. Phong trào dân vũ đã tạo ra một cái sân chơi rất là bổ ích, lành mạnh, giúp chúng mình có thể có cái cơ hội được cọ xát, được gắn kết với nhau, và từ đó thì chúng mình có thể hiểu nhau hơn. Chúng mình được thỏa mãn niềm đam mê giải trí cùng các bạn sau những giờ học căng thẳng. Mình mong muốn là tiết mục của lớp mình có thể truyền để cho mọi người một năng lượng tích cực rất là vui vẻ, một động lực để có thể tập thể dục thể thao thường xuyên hơn. Sôi động, khỏe khoắn, dân vũ luôn mang đến cho các bạn học sinh sự hứng khởi, vui tươi. Và đó cũng chính là lý do các bạn học sinh luôn hăng say, tích cực với các hoạt động dân vũ trong nhà trường. Và bây giờ hãy cùng Bảo Linh đến với những vũ điệu đa sắc màu của các bạn học sinh thể hiện trong ngày hội dân vũ hôm nay.
Dân vũ là một môn nghệ thuật quần chúng đơn giản nhưng lại thú vị qua cách thể hiện những điệu nhảy mang tính hình tượng cao, nhấn mạnh sự vui nhộn và hướng đến cộng đồng. Không chỉ là hoạt động thể dục thể thao mà còn là một cách thú vị để kết nối và thể hiện tình đoàn kết của cộng đồng. Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục phát triển toàn diện cho học sinh, trường Trung học phổ thông Hai Bà Trưng đã đổi mới bài thể dục giữa giờ thành bài dân vũ sôi động, giúp học sinh có tinh thần vui vẻ sôi nổi. Đồng thời mang đến một sân chơi thi đấu lành mạnh giữa các lớp, tạo phong trào văn hóa văn nghệ sôi nổi trong nhà trường. Cả bạn học sinh đã tự tin thể hiện bản thân qua từng bước nhảy. Tất cả đã mang đến một bức tranh đa sắc màu ở vòng chung kết hội thao dân vũ. Chúng tôi đã có một cái mục đích, đó là xây dựng thành một cái bài tập thể dục giữa giờ dành cho học sinh toàn trường. Thì ở đấy không chỉ là tạo một cái sân chơi bổ ích lành mạnh giúp các em rèn luyện sức khỏe, rèn luyện kỹ năng sống, mà cái quan trọng hơn khi có sự tham gia giữa của các thầy cô giáo luôn đồng hành với các em học sinh, thì chúng tôi thấy rất là sự tương tác, sự kết nối tạo nên một cái môi trường trường học rất là thân thiện, cởi mở, tích cực. Chuẩn bị xong chưa? Ồ, khí thế như vậy đó. Rồi, nhá nhá, thưa em. Đơn giản, dễ thuộc nên ai cũng có thể tham gia, tạo sự gần gũi thân thiện và có sức lan tỏa mạnh trong học đường. Những động tác sôi động, vui tươi, cải biên từ điệu van, cha cha cha, tango được lồng ghép cùng cả bài hát mang thông điệp ý nghĩa, dễ học, dễ nhảy, phù hợp với tất cả các bạn học sinh. Đem đến một bài nhảy với cái đội hình là chữ Hai Bà Trưng Herbiter. Tụi mình mong muốn là qua bài nhảy đó truyền được cái thông điệp, đó chính là sự yêu trường của những bạn trẻ năng động, tích cực, vui vẻ tham gia những cái hoạt động ngoài khóa do trường tổ chức. Chúng mình muốn truyền tải những cái thông điệp tích cực nhất, những cái tinh thần tươi mới, năng động, sáng tạo của học sinh trường Trung học phổ thông Hai Bà Trưng, lan tỏa một cái thông điệp đó là hãy cùng gắn kết với nhau để có thể tạo nên những cái kỷ niệm đẹp nhất trong 3 năm cấp 3 dưới mái trường hôm nay. Sự đồng thuận trong việc thực hiện các động tác nhảy giúp các lớp thể hiện tinh thần đồng đội và tạo ra một môi trường học đường tích cực cho học sinh chia sẻ. Tại đây, dân vũ như là một lời kể nhẹ nhàng, êm ái về ngôi trường hạnh phúc được lãng mạn hóa qua điệu nhảy nhưng vẫn giữ được những điểm đặc trưng riêng của dân vũ. Là mình dường như đã thân thiện hơn trong tình bạn và có sự tham gia của cô chủ nhiệm, và chúng mình dường như đã chú ý hơn về cái tình thầy cô cho. Cuộc thi dân vũ này nó tạo ra một cái không khí rất là tích cực trong nhà trường, các bạn là rất là hăng say tập luyện. Từ những ngày đầu mình đồng hành cùng với lớp thì từ những cái sự rụt rè ngại ngùng khi thể hiện các động tác thì bây giờ là đã rất là tự tin, động tác thì nhuần nhuyễn. Và đang tạo sức lan tỏa rộng khắp, tạo nên luồng gió mới cho phong trào tập luyện thể dục thể thao trong trường học. Những vũ điệu đã mang đến thật nhiều năng lượng tích cực, gắn kết giữa thầy và trò. Qua đó đã tạo tinh thần vui tươi, hưởng khởi để cùng nhau đón chào năm mới đang đến gần. Không chỉ giúp bạn học sinh ngày càng tự tin trong cuộc sống, khám phá bản thân mà còn mang đến sự kết nối và đoàn kết cộng đồng, đúng không Phượng Hà Nhị? Đúng vậy Nhã Kỳ, dân vũ luôn mang đến thật nhiều niềm vui và năng lượng kết nối. Đừng quên theo dõi chương trình Nhịp Sống Trẻ phát sóng vào lúc 21:20 chủ nhật mỗi tuần để cập nhật nhiều hoạt động lễ hội cũng như các trải nghiệm Tết Huế diễn ra liên tục trong những ngày này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.